Thưa quý vị, dừa tươi, sầu riêng đông lạnh và cá sấu sẽ được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Ngày hôm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ký kết 3 nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch mở đường cho xuất khẩu 3 mặt hàng này. Hiệp hội rau quả Việt Nam dự báo kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đông lạnh sang Trung Quốc có thể đạt từ 400 đến 500 triệu đô la Mỹ ngay trong năm nay, góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu sầu riêng năm nay đạt khoảng 3,5 tỷ đô la Mỹ. Dừa tươi cũng là mặt hàng có triển vọng xuất khẩu rất lớn, kim ngạch xuất khẩu có thể tăng thêm 200 đến 300 triệu đô la Mỹ. Cá sấu là sản phẩm thứ ba trong danh sách ký kết, tạo động lực cho ngành nuôi cá sấu phát triển bền vững.